Sáng ngày 27 tháng 3, Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, đã có buổi làm việc với 5 đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện An Phú về công tác triển khai ứng phó với dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hiện nay. Tiếp và làm việc chế đoàn có ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Campuchia, Ngoài 76 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 được bố trí dày đặc dọc theo 42,5 km trên tuyến biên giới, tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Quyện ông Phú còn chỉ đạo các địa phương thành lập thêm nhiều tổ, đội phòng chống dịch lưu động. Cụ thể, xã Khánh An đã thành lập được 10 tổ tuần tra đêm, thị trấn Long Bình 70 tổ quản lý giám sát địa bàn, giám sát toàn bộ 2.500 hộ dân. Riêng lực lượng biên phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Mỗi cán bộ chiến sĩ tiếp tục ngày đêm túc trực 24 trên 24. Kiên quyết ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Cùng với đó, An Phú đã chủ động phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, mạnh dạng tố giác người lạ mặt, người nhập cảnh trái phép, không tiếp tay, không đưa rước người qua lại biên giới. Trước dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Campuchia, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Phú Trần Hòa Hợp mong rằng toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch, lực lượng bộ đội biên phòng kiên quyết ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép nhằm đảm bảo an toàn cho toàn xã hội. Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang chỉ đạo lực lượng biên phòng kiên quyết ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, hình thức bằng tiếng Việt và tiếng Khmer, ra sót lại địa bàn, nếu cần thiết bố trí thêm chốt kiểm soát, tất cả giới phương châm không để dịch xâm nhập lây lan trong cộng đồng với tinh thần chống dịch như chống giật, ngoài việc chủ động thực hiện các biện pháp ngăn chặn phòng chống dịch của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng ngày đêm cảnh giác biên giới, thì rất cần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.